Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 13 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Tình thù của tác giả Việt Nga. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. ba ngày sau, tại một ngôi nhà cũ có ba người đàn ông đang hút thuốc lá phì phèo. Một người có vẻ là đầu lĩnh nói với hai người kia. Đang có một phi vụ béo bở, chúng mày có nhận không? Có gì đấy đại ca, anh nói mau đi. Bọn em đang ngứa chân ngứa tay này, nhàn quá kể cũng chán. Lần này chúng mày có trò vui đấy, vui mà lại có tiền nhé. Nhưng đối tượng lần này là một phu nhân đại gia. Hay ho đây, bọn anh muốn chúng em làm gì mụ người kia liền vẫy hai thằng lại gần và chia chiếc điện thoại ra trên màn hình hiện ra một người đàn bà được chụp với đủ mọi góc cạnh đợi cho hai thằng đệ tử nhận mặt xong xuôi gã đầu sỏ nói ta muốn chúng mày thịt mụ ta bằng cách nào cũng được nhưng phải quay phim lại làm cho mụ ta bầm dập hết cả người rồi tung lên mạng cho tao hai thằng kia nghe xong liền nói cái này không khó đại ca à. Chỉ có điều con mụ này là phu nhân của đại ca bất động sản Thành Long. Liệu có ổn không anh? Không quan trọng. Từ bao giờ chúng mày lại quan tâm đến thân thế của nạn nhân thế? Cứ làm đi. Đảm bảo không vấn đề gì đâu. Tao bảo kê. 15 phút sau tất cả giải tán. Chiều hôm đó bà trà Giang đi ra ngoài. Bà ta đi đến căn nhà trọ mà bà đã thuê tạm cho lão lãi và hoài phương. Nhưng chỉ có lão lãi ở là chính. Còn Hoài Phương từ hôm phát hiện ra sự việc động trời kia thì cô ta bỏ đi mất biệt. Lão có gọi cho con nhiều lần nhưng cô nàng không nghe máy. Tự nhiên chẳng đánh mà tan. Một nhà ba người một chốc tanh bành tơi bời giờ quay ra cấu xé lẫn nhau. Vừa vào đến nhà lão lại đã nói Tất cả cũng tại mụ mà ra cả. Giờ thì mất cả trì lẫn trải nhé, nhục chưa? Mụ trà giang đang bực mình sẵn thì chớ. Giờ lại bị lão này mắng cho như thế khác nào lửa đổ thêm dầu. Liền ba máu sáu cơn sổ ra một tràng. Này, này cái lão già chết tiệt kia. Tôi chưa hỏi tội lão thì thôi. Tự dưng dừng mỡ đem dâng hết của nả cho người. Giờ lại đổ tội cho tôi là sao? Nếu không có con đàn bà đĩ thỏa như mụ thì cha con tôi cũng không phải khổ sở như thế này. Mụ có cầm cái mõm thối của mình đi không hử? Giờ thì cám cũng chả có mà ăn. Rồi thì bốc cứt nhé. Đã vậy thì tôi cũng mặc mẹ lão nhá. Tưởng con này báo lắm hả? Bao nhiêu năm nay tôi phải nai lưng ra nuôi báo cô lão đấy? Lão thử hỏi xem một thằng đàn ông chỉ biết quanh năm bám váy đàn bà như lão thì có vẻ vang không? Nhục, nhục lắm. À, con đàn bà chết dẫm. Mày đi đánh đĩ bao năm, bây giờ lại ra mồm chửi ông này. Mẹ tiên sư cha nhà mày, con diều tha quạ mổ, cút mẹ mày đi cho khuất mắt ông, cút. Này thằng già dê kia! Nếu không có bà, thử hỏi bố con lão có được trơn lông đỏ ra để cho lão no cơm ấm cật, sậm sật suốt ngày như thế này không hả? Lão là loại vô ơn, loại đàn ông mặc váy biết chửa. Cút ngay, cút cho khuất mắt ông. Mày mà còn lỡ sớ ở đấy thì ông chém cho ngát bây giờ. Con đàn bà thối tha, trương xác chăm thằng sờ mó như mày được ông gión tay làm phúc bao nhiêu năm nay. Mà mày chưa qua cầu đã rút ván thế hả con kia? Biết là mày lật mặt như lật bánh tráng thế này. Ông thả bóp chết mày ngay từ cái ngày mày ngủ với thằng Vĩnh xưa cho bỏ ghét. Mày có biết mày cắm cho ông bao nhiêu cái sừng không? Giờ mà đo thì chắc nó kéo dài từ Nam ra Bắc rồi đấy. Bố tổ con đĩ giả. Cuối cùng chúng cũng đánh bài ngửa với nhau. Mụ Giang cũng chẳng nề hà gì mà sổ toẹt luôn. Cũng như nhau cả thôi. Lão thì thơm tho cái nỗi gì chứ. Cũng là một thằng chăn gái, một thằng bảo kê giang hồ hết thời thôi. Vẻ vang lắm đấy. Lão im mồm đi thì còn đỡ nhục. Càng nói càng khắm. Này, này, mày cứ cút ngay không thì bảo. Bố mày hết mẹ kiên nhẫn rồi đây nhé. Mày nói thêm câu nữa, bố ra bố vặn cổ mày bút cho chó nó nhá bây giờ. Lượn đi cho nước nó trong, cút. Mụ Giang cũng chẳng cần để cho lão đuổi theo lần nữa. Liền vỗ đít đánh bạch một cái rồi đi thẳng. Lúc này mụ đã lộ nguyên hình đâu còn thấy cái vẻ cao cao tại thượng của một bà phu nhân đại gia nữa. Nhìn mụ khẩu chiến với lão lãi thì không khác gì một con mẹ hàng lươn hàng cá ngoài chợ có vẻ như vậy mới phản ánh đúng thực chất con người mụ đi ra đầu đường mụ giơ tay vẫy taxi ngay lập tức một chiếc taxi chở tới mụ leo lên và đọc địa chỉ chiếc xe phóng vút đi nhưng thay về chở mụ về nhà thì nó lại phóng một lèo ra ngoại thành mụ đang bực bội nên chỉ cắm mắt vào chiếc điện thoại mà không nhìn đường đến khi ngẩng lên thì thấy trước mặt lạ hoác mới bảo tài xế anh có lộn đường không vậy chở tôi về khu biệt thự vinhome revive cơ mà anh đưa tôi đi đâu thế này? Tôi đang đi đúng đường mà, bà chị cứ yên tâm, đến nơi tôi sẽ gọi. Và chiếc xe tiếp tục lao vút đi, mụ sang cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền đập cửa đòi xuống. Ngay lập tức sau lưng mụ, một vật sắc nhọn kề ngay mạn sườn. Theo phản xạ mụ quay lại và bắt gặp một ánh mắt sắc lạnh, kèm giọng nói như từ trốn âm ti vọng về. Biết điều thì im mồm đi chị đại, chỉ cần chị kêu lên một tiếng thì đầu sẽ lìa khỏi cổ đấy thánh thần thiên địa ơi cái quái gì thế này mụ hốt hoảng chỉ muốn hét lên nhưng biết là gặp phải bọn quỷ rồi nên á khẩu không dám manh động vì biết bọn này không hề nói đùa điều cần nhất lúc này là giữ lấy mạng sống trước đã sao bỗng dưng cứ hết cái này đến cái khác thi nhau tìm đến mụ như đòi nợ vậy nghĩ có thể chúng là phường cướp ngày nên mụ nghĩ ngợi một lát rồi tháo ngay cái nhẫn trên tay ra đưa cho thằng đằng sau rồi cất giọng run run tôi chỉ có từng này mong các cậu thương tình cho tôi xuống thằng này nghe thế thì cười gằn bà chị tưởng bọn này thiếu tiền à bọn này không cần tiền mà cần cái khác cơ nói rồi nó nhìn chòng chọc, chọc vào cái khe hở trên cổ bà ta từ đây nhịp thở phập phồng lộ ra dãy núi đôi ẩn hiện dưới chiếc váy trễ nải tuy đã u năm mươi nhưng phải công nhận mụ vẫn còn đẹp và rất trẻ so với tuổi. Thấy ánh mắt đều cắn của một thằng chỉ đáng tuổi con mình mà mụ bất giác sờn da gà. Bình thường mụ là kiểu đàn bà rất mạnh về sinh lý. Nhưng trong hoàn cảnh này thì mọi hương phấn tiêu tan. Mụ biết đã gặp phải bọn biến thái rồi. Nên lấy tay che vùng ngực hở và nhìn tên kia với ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Thằng lái xe liếm mép một cái rất đều rồi huyết lên một điệu nhạc mồm nói. Gu của các chị đại bây giờ là thèm trai đẹp. Hôm nay chị đẹp yên tâm sẽ được phục vụ miễn phí nhé. Bọn này có cả dàn phi công trẻ luôn. Cho chị thưởng thức. Thế nào là thiên đường? Vui lên đi. Chiếc xe nhanh chóng đỗ xịch trước một ngôi nhà vườn xung quanh cây cối xanh tốt. Ở đây là vùng ngoại thành nên thưa dân hơn trong phố. Tắt máy xe xong cả hai lôi tuột mụ vào căn nhà nọ. Cổng được đóng lại ngay lập tức ngôi nhà này được xây tường cao bao quanh thì dù cho mụ có hết cỡ nào cũng chẳng có ai cứu được mụ. Bên trong đã có khoảng gần chục thằng đang ngồi ngả ngốn bên một bàn rượu. Tuyệt nhiên không có lấy một mụ đàn bà. Quả này mụ chết chắc rồi. Mấy thằng thấy mụ vào thì cười hô hố lên với nhau rồi cất giọng cợt nhà. Úi chào người đẹp, bọn anh đang chờ em đây. Sao chuẩn bị tinh thần phục vụ bọn anh đi nhé. Hôm nay chúng ta sẽ sinh hoạt tập thể và cùng nhau lên thiên đường nha. Bọn mày đưa nàng đi tắm rửa cho thơm tho sạch sẽ nào. Mụ đang nghe thấy cái quái gì thế này. Cả chục thằng đực dựa chúng định làm gì mụ đây. Bản năng của một con điếm nói cho mụ biết chúng không hề nói đùa. Tất cả nhìn trọng trọc vào mụ như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi. Làm quái gì có đạo lý ở đây. Trong mắt chúng mụ chỉ là một con chó cái không hơn không kém. Và chúng là những con đực đang cần thỏa mãn. Vậy thôi. Cứu tôi với. Các người hãy buông tôi ra. Tôi đáng tuổi mẹ các cậu đấy, đừng có làm bừa, thả tôi ra. Một thằng đứng dậy đưa đôi tay thô giáp lên vuốt má mụ, rồi cúi xuống hôn đánh chụt một cái vào khe ngực kia. Hàng loạt tiếng cười khả ố phát ra, thêm một thằng đứng dậy, nó chẳng cần khách khí mà nhao đến không cần ngại, mà xé toạc chiếc váy mụ đang mặc trên người ra. Một khoảng da thịt trắng ngần phơi bầy ra trước mặt, khiến cho những ánh mắt khát tỉnh kia đỏ lên một màu hoan lạc. Một thằng có vẻ là đầu sỏ ở đây nói. Chúng mình có 10 thằng, vị trí là hai hiệp. Ưu tiên cho hai thằng kia làm hiệp một cùng với tao và hai thằng nữa. Còn lại năm thằng mày, để hiệp hai nghe chưa? Yên tâm, hôm nay con mụ này sẽ phải phục vụ anh em mình tới bến. Không sướng không về, phải không em yêu? Bốp bốp. Mụ tức giận giơ tay ra và luôn vào mặt thằng vừa nói hai cái tát như trời giáng. Cứ tưởng thằng này sẽ nổi máu điên mà cho mụ một trận nhưng nó lại cười ha hả rồi dùng luôn đôi tay chém chuối của mình mà xé nốt phần sang dở của chiếc váy còn sót lại vậy là cả tòa thiên nhiên đã bày ra trước mắt tất cả như một bầy hổ đói lao vào giành giật con mồi mụ không thể ngờ mình lại có ngày này ngày bị cả bận điếm được lao vào sâu xé có thằng còn thô bạo cắn ngấu nghiến lên khắp người mụ đôi gò bồng đảo có tiếng là đẹp như thần vệ nữ đến con mà mụ còn chẳng thèm cho bú thì nay lại bị cả bọn nhào nặn không tiếc tay chúng coi mụ chẳng khác gì một con chó cái giữa bảy chó hoang dại những tiếng rên đầy khoái lạc nổi lên mụ nức nghẹn hết van xin lại khóc dòng cho chúng buông tha mình ra nhưng nào có ích gì vần vò nắn bóp chán chúng bắt đầu đè mụ ra giường và bắt đầu cuộc truy hoan tập thể lúc này mới là màn hấp dẫn đây thằng đầu sỏ không quên hét vào tai đàn em quay cận cảnh vào cho anh. Anh muốn nó phải thật rõ nét. Chúng mày làm tốt thì có thưởng đấy. Yên tâm. Một con đàn bà trong bảy bướm đêm cách đây hai sáu năm đã từng bất chấp thủ đoạn để đạt được mọi thứ từ tay người khác. Không ngờ hôm nay mình lại có một kết cục thê thảm thế này. Sớm biết việc này sẽ xảy ra. Không biết mụ có ân hận và hối cải. Chỉ biết rằng bây giờ mụ đã chẳng còn sức để mà kêu gào nữa. Người mụ đầy những dấu răng nham nhở cả bầy sói được đang thả sức sâu xé mụ. Chúng chẳng hề tiếc thương mà gầm gẻ điên loạn thưởng thức con mồi. Một con mồi béo, nhưng không phải để xẻ thịt mà để thỏa mãn sự hoan lạc của giống đực. Trung Quy nói gì thì nói, mụ cũng chỉ là một con chó cái mà thôi. Làm gì có chuyện tuổi tác hay cương vị cao thấp gì ở đây? Năm thằng đầu tiên đã thỏa mãn và ngồi dậy. Mấy thằng còn lại hậm hực tức tối vì phải đợi lâu chỉ chờ có thế liền lao đến đẩy mấy thằng bên trên ra rồi bằng tất cả sức lực và sự thèm khát tích tụ bây giờ mới được dịp bung ra chúng gào thét điên cuồng những âm thanh nhục dục trần trụi cứ thế tuôn ra từ miệng của những thằng đực kia một thằng trong đám nói làm như thế này thì chán lắm tao muốn chơi một trò chơi với chị già này mày có trò gì hay nói mẹ ra đi sắp không chịu nổi nữa rồi trói hai tay mụ ta lại mau lên nhanh như cát chiếc khăn vàn mà mụ quàng cổ hồi nãy, được bọn này trưng dụng ngay tức thì. Đôi tay mụ bị chúng trói quạt lên đầu, giờ nhìn chẳng khác nào một con heo nái. Mụ ngước ánh mắt đẫm lệ bất lực nhìn mấy con dây đực, đang hành hạ mình mà hận không thể dùng sao đâm chết chúng. Trong cuộc đời làm gái của mình thì đây là lần đầu tiên mụ bị cả bọn đem ra hiếp dâm tập thể như thế này. Chúng chẳng hề thương hoa tiếc ngọc mà mặc sức giày xéo mụ như thể vần vò một món đồ chơi vậy. Thân thể mụ tơ tớp mềm oặt, dưới hạ thân chẳng biết từ bao giờ máu bắt đầu rỉ ra. Nhìn mụ chảy nước mắt mà không hề phản kháng, một thằng tức khí văng tục. Mẹ con đĩ già, mày khóc cái gì hả? Làm cho bọn bố mất hứng, kỹ nghệ làm tình của mày đâu hết rồi. Bây giờ là lúc mày phải phục vụ thượng đế nghe chưa? Dên lên nào, dên to lên. Trời đất quỷ thần ơi, người mụ lúc này giữ được mạng sống đã là may rồi bảo mụ còn hứng thú gì mà rên chứ nhưng mụ biết chỉ cần cãi đời bọn này thì chỉ có chết chúng sẽ không ngần ngại mà bạo dâm với mụ làm cái nghề mạt hạng này mụ biết những thằng biến thái kiểu này không thiếu gì chiêu trò quái đản nên đừng có dại gì mà chọc máu chúng thấy mụ vẫn im lặng chưa hợp tác thì hai thằng bên trên bắt đầu vả bôm bốp vào mặt mụ Hết vào một thằng lại đưa ánh mắt dâm đãng nhìn mụ rồi cúi xuống ngạ một cái thật đau vào ngực mụ. Hàm răng của nó vẫn nhai mạnh mà chưa chịu nhả ra. Đau đớn và sợ hãi, mụ yếu ớt nói. Buông ra đi tôi sẽ làm đừng hành hạ tôi nữa. Ngay lập tức chúng buông mụ ra. Tiếng rên rỉ đời nhục dục phát ra làm thức tỉnh bản năng của những con thú hoang. Lần này không hẹn mà gặp, cả đám lao vào mụ. Thằng đầu lĩnh thấy thế sợ mụ không chịu được, mà xỉu ra đấy thì rách việc liền nói. Trò chơi còn dài, chúng mày muốn cho nó sống thì từng thằng vào một, tất cả lui hết ra đi. Từ nãy mụ bị cả bề quay như trong trắng mà không hề để ý trong đám. Có một thằng vẫn chăm chú quay lại những cảnh ân ái hoan lạc của mụ, không bỏ sót một chi tiết nào. Phải gần một tiếng sau khi tất cả đều đã thỏa mãn thì mụ mới được chúng buông tha. Lúc này chẳng còn ai nhận ra bà phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị công ty Long Thành nữa mà trước mặt là một thân hình tơ tớp như sơ mướp, nhìn mụ thảm hại vô cùng. Thật là đáng đời cho con đàn bà có tâm hồn ác quỷ. Một giờ sau, những thước phim đó đã được chuyển đến số máy X. Một cô gái đẹp bình thản xem đoạn video clip dài một giờ đồng hồ, rồi lặng lẽ mỉm cười. Đoạn cô móc điện thoại gọi trai ai đó nói. Tôi nhận được rồi. Tôi muốn đoạn video này được áp lên mạng ngay lập tức. Cô yên tâm, việc này cứ để chúng tôi. Chỉ lát nữa thôi, trên các trang web đen, hình ảnh của mụ sẽ tràn ngập mạng xã hội. Và mụ sẽ sáng nhất đêm nay. Người con gái ok rồi cúp máy, môi cô mím chặt lại. Như thế này đã là gì so với những gì mà mẹ cô phải gánh chịu chứ? Đây mới chỉ là một chút rất nhỏ mà mụ ta phải nếm trải mà thôi. Cô muốn từng chút từng chút một khiến cho mụ ấy phải gặp nhấm nỗi đau và cảm nhận khi bị đẩy xuống đáy xã hội là như thế nào. Trong khi ấy, phía quốc Thái cũng liên tiếp nhận tin vui và chính thức ngôi nhà ở phố Hai Bà Trưng cùng một lô đất rộng lớn ở khu Mỹ Đình của bà Trà Giang đã chính thức đổi chủ. Quốc Thành cũng không chịu kém cạnh và màn thể hiện của anh sắp tới sẽ vô cùng bá đạo. Hãy chờ xem. Tại một quán cà phê trên phố Trương Định, Hải Búa đang ngồi nhâm nhi ly đen nóng, mắt chốc chốc lại hướng ra đường như chờ đợi ai. Lát sau có một người đàn ông đi vào. Người này có vẻ rất quen thuộc ở đây, nên tiến thẳng đến phòng bíp của hải búa rồi mỉm cười giả lạ. Chào anh hai, chờ em lâu không? Hôm nay em có con đảo này ngon lắm, muốn chiêu đãi ông anh. Lâu rồi anh em mình không xong kiếm hợp bích nhỉ? Chú mày lại có trò gì mới à? Con hàng này ngọt nước lắm anh, yên tâm em sẽ nhường anh dùng trước sau đó mới đến em. Đi luôn chứ đại ca, Ok, thích thì nhích. Khách sạn Hồng Hoang nhé sếp, phòng 203 nha. Dĩ nhiên, Hải được ưu ái một phòng đặc biệt rồi. Gã biết mình phải tận dụng hết những gì mà đàn em dâng tặng. Đang háo hức khi nghĩ đến một em xinh tươi đang đợi mình trong phòng. Tự nhiên thấy lòng lâng lâng. Đẩy cửa bước vào thì quả đúng như vậy. Hải búa lao lên giường với sức mạnh nhân đôi bởi sự mời gọi khó cưỡng kia. Cô gái kia đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nên chỉ chờ gã vào là nhẹn miệng cười tấm chăn đắp hở hững bị hải búa kéo tuột ra cả tòa thiên nhiên đang bày ra trước mắt gã cao hứng cúi xuống vục đầu vào cái mảng da thịt non tơ kia mà ngấu nghiến hồn hít chao ôi là thơm gái tơ có khác lâu lắm rồi gã mới có cảm giác hưng phấn như vậy đời gã đi chơi gái cũng nhiều rồi nhưng cảm giác này thì nó lạ lắm cứ như đây là lần đầu gã được ăn trái cấm vậy Cô gái mơn trớn gã, thủ thỉ vào tai gã những lời ngọt như mật. Gã thực sự đê mê, hưng phấn được đẩy lên tột đỉnh. Gã chẳng hề thương hoa tiếc ngọc mà liên tục thúc vào cô những cú nhấp say xưa, miệng không ngừng ngấu nghiến. Đôi bờ vai trắng nõn và bầu ngực thần vệ nữ kia chưa gì đã chi chít dấu răng. Sau gần một tiếng vần vò và được cô gái đưa lên tột đỉnh mây xanh thì gã mới buông cô ra rồi nằm vật xuống giường thỏa mãn cô gái tên Mai Trâm nhẹ nhàng cất giọng anh là sướng nhất đó em còn nghe nói trước đây chị đẹp Mimi cũng chết mê chết mệt anh phải không gã bất giác giật mình cái tên này đã tưởng rơi và quên lãng vậy mà hôm nay nó lại được một cô gái mặt đầy măng tơ nhắc đến tự dưng gã thích tò mò về cô gái này đưa tay lên vuốt tóc cô gã cất giọng hỏi sao em lại biết Mimi Bọn em vào nghề ai chả biết đến chị Mimi một bước lên bà. Người như chị ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn bọn em sợ có đẹp đến mấy cũng chẳng mong được một phần của chị ấy. Đời có số đúng là có thật anh nhỉ. Gã bỗng mường tượng lại ngày xưa. Máu sĩ diện nổi lên liền vung ra một câu chửi thề. Mẹ kiếp, nếu không nhờ có bọn anh thì làm sao cô ả Mimi đó được như ngày hôm nay. Mà đòi một bước lên bà chứ. Mai Trầm nghe gã nói vậy thì nửa tin nửa ngờ, nghiền cổ lên hóng hớt. Thật thế hả anh? Anh của em giỏi thế. Anh làm cách nào mà lăng xê chị đẹp cho đại gia vậy? Ôi, thế thì em chưa biết được thực lực của anh rồi. Chuyện gì vào tay anh thì gạo cũng phải say ra cám hết. Thế là máu yên hùng nổi lên lại muốn chứng tỏ năng lực với người đẹp tên Hải Búa. Chẳng hề đề phòng gì mà liền một mạch kể ra mai trầm nghe đến đâu như nuốt từng lời đến đấy cả hai lại tiếp tục lao vào nhau ân ái chợt có tiếng gõ cửa rồn rập vang lên rồi không đợi cho gã phản ứng cánh cửa ngay lập tức bật mở khỏi tưởng tượng được gương mặt của hải búa giờ này như thế nào chỉ mới đây thôi gã còn thao thao bất tuyệt khoe chiến tích với cô nàng vậy mà ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của người vừa hiện ra thì đổi xác mặt gã tái đi như chạm đổ miệng lắp bắp Ơ okay, kệ em, em đến đây làm gì? Anh, anh chỉ... Tiếng người phụ nữ chát chúa vang lên. À, hôm nay thì lão hết đường chối cãi nhé. Tôi đã tha cho lão nhiều lần lắm rồi. Nhưng tính nào vẫn tật ấy. Bao nhiêu tiền của trong nhà cũng theo thói hám gái của lão mà đi. Chúng mày đâu? Đè lão ra làm thịt cho chị. Cái của này không mạnh tay không được. Phải triệt ngay cái của nợ kia đi chứ. Không nó đi giao giống khắp nơi mệt lắm. Còn cô kia mặc quần áo và nói chuyện. Cô gái lúc này run lẩy bẩy, hốt hoảng đến độ lông chân lông tay dựng đứng hết cả lên. Chỉ kịp một cua vội cái váy mặc vào người, rồi chắp tay lại người phụ nữ trước mặt như thế sao? Em xin chị, em ngàn lần xin chị tha cho em. Từ sau em không dám nữa. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng em hứa. Tin thế nào được lời hứa của một con đĩ? Các cụ thường nói, đừng nghe ca ve kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày. Mày mặc quần áo vào rồi ngồi im đó cho tao. Sử xong thằng chồng hư hỏng này tao mới sợ đến mày. Gã hải búa đứng lên định vơ lấy đống quần áo mặc vào. Thì chị vợ đã khoát tay cho hai thằng em. Chúng mày làm đi. Chói lão lại cho tao. Tức thì hai thằng đô con lực lưỡng lao đến. Chỉ bằng vài động tác mạnh bạo, lão hải búa đã bị chúng chói quạt tay ra đằng sau. Trên người vẫn không một mảnh vải Nhìn lão giờ chẳng khác gì một con lợn bị cạo sạch lông thảm hại vô cùng. Lão không ngờ ở với mụ vợ mấy chục năm cứ tưởng mụ hiền lành tử tế. Vậy mà hôm nay gặp phải thứ dữ rồi. Giờ có nghĩ ngợi cũng chẳng được. Thôi đành vứt mẹ cái mớ sĩ diện sang một bên mà ban vỉ mụ vậy. Chứ cứ để mụ nổi cơn tam bảnh lên thế này thì không để đâu hết nhục. Gã lồm cồm vào dậy rồi đi đến bên mụ vợ cúi xuống năn nỉ. Mình ơi, anh biết lỗi rồi thôi tha cho anh đi mà vợ chồng sống cả đời với nhau sao mình nỡ để cho hai thằng côn đồ này nó xử anh như vậy anh còn mặt mũi nào mà gặp đối tác làm ăn nữa anh xin mình cởi trói cho anh đi anh thề anh mà phản bội em lần nữa thì cứ cắt cổ anh đi bà vợ lúc này không ngần ngại mà rơi chân đạp cho gã một cái rồi đáp giọng khinh khỉnh dễ thôi muốn tôi tha cho lão cũng được nhưng phải có gì làm tin chứ tôi nghe lão hứa nhiều lắm rồi Giờ thì phải người thật việc thật mới được Không phí lời nữa Hai đứa chúng mày cứ thế mà làm Nhanh gọn lẹ Chị không có nhiều thời gian đâu Hải búa đang ngạc nhiên không biết mụ vợ Sẽ sai hai thằng này làm gì mình Thì một thằng rút ngay trong túi quần ra Một con dao bấm Tách một cái Lưỡi dao theo nút bấm mà bật ra ngoài Sáng loáng dọa người Hải sợ quá co rú người lại Gã không nghĩ đến tình huống này Cứ tưởng bọn kia sắp sửa giết mình đến nơi liền há mồm ra kêu cứu. Nhưng giọng gã làm sao mà nhanh bằng hai thằng kia được. Ngay khi tiếng hét trong miệng gã chuẩn bị bật ra, thì miếng băng keo nhanh chóng được dán ngay vào. Hai búa chỉ còn biết bất lực u ớ trong cổ họng. Hai thằng nhanh như chớp đẻ gã xuống giường. Rồi một thằng đè chặt lấy hai chân lão. Thằng kia tiến lại và cầm lấy cái của quý của gã mân mê cười khùng khục. Gã kịp định thần và phát hoàng khi nhận ra bọn này định làm gì thì một tiếng soạt ngọt lịm vang lên. Hải oàn người lên vì đau đớn. Trên tay thẳng nọ là cái vật gieo giống của gã giờ đã mềm oặt đầy máu. Lúc này nó đã bị ly khai khỏi người hải búa. Máu cứ theo đó mà phụt mạnh ra. Cô gái bịt mặt lại, không dám nhìn màn hành hình này. Mụ vợ cũng nhắm mắt xong lại mở ngay ra, cất giọng giáo hoành. Vứt nó đi cho chị. À mà không, cứ để nó đây. Nhưng trong môi trường khắc nghiệt thì kiểu gì một lúc nữa thôi, nó cũng trở thành phế vật. Đoạn chị vợ quay sang lão chồng nhách miệng nói Tôi cũng không ác đến nỗi cạn tàu giao máng đâu Nhưng tôi sẽ phế bỏ nó Cái này chỉ có thể nối lại và làm được đúng một nhiệm vụ thôi Như thế cũng là hạnh phúc lắm rồi Từ nay trở đi ông sẽ trở thành một thằng bất lực hải búa ạ Gã đau quá mà ngất lịm đi Bà vợ bấy giờ mới ra hiệu cho hai thằng kia Đem cái dụng cụ sơ cứu lại để cầm máu cho chồng Chị ta bình tĩnh đến mức lạnh lùng Cô gái lúc nãy giờ không còn ở đó nữa. Lợi dụng lúc bà này và hai tên được thuê đăng cúi xuống chăm sóc cho gã chồng đốt mạt thì cô đã nhanh chân lùi ra khỏi phòng rồi. Hải búa không biết rằng chẳng phải chỉ mình gã bị hành hình kiểu này mà ngay phòng bên cạnh vịnh xưa cũng chịu chung số phận. Cả hai gã đàn ông đàng điếm đều bị vợ dùng cùng một siêu thức cắt toàn bộ của quý. Chắc nhân viên khách sạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi chiếc xe cứu thương vừa gái tới cổng khách sạn thì đồng thời hai vị khách bất đắc dĩ cũng được hai bà vợ hộ tống ra viện để nối lại cái cụm kia. E là từ nay làng chiêu hoa gẹo nguyệt sẽ mất đi hai khách hàng VIP đầy tiềm năng này. Quốc Thành và Linh Lan đang dõi mắt vào đoạn video bên kia gửi đến. Vừa dùng mình một cái nhưng cũng phải bật ra một câu. Phải công nhận hai bà vợ này cũng bạo gan ghê. Toàn chơi kiểu độc không? Giống như bà không được ăn thì chúng mày cũng đừng có hỏng. Linh Lan nhéo vào tai Quốc Thành nói. Anh thấy chưa? Kết cục của những gã đàn ông đẳng điếm là như vậy đấy. Em thấy hai lão này như thế vẫn còn nhẹ đó. Phải em thì không có chuyện nối lại đâu. Cho trượt cái thói chim chuột đi. Cũng chỉ vì hai con quỷ này mà gia đình mình mới tàn nát. Quốc Thành gật cù nói. Anh lại sắp có tin vui cho em đây. Một vệ tinh cũng vừa cho biết mới bắt được thằng Tông vào em đấy. Úi, sao anh giỏi thế? điều tra còn hơn công an luôn nó đang ở đâu anh em muốn được nghe trực tiếp xem ai là người đã sai khiến nó có ngay đây em yêu nói rồi quốc thành bấm số gọi cho ai đó bên kia sau một hồi chuông thì một giọng nói vang lên alo anh có muốn đến trực tiếp tra khảo nó hay theo dõi qua màn hình video tôi sẽ đến tận nơi anh cứ ở đó chờ nhé rồi quay sang nói với linh lan đi thôi em yêu để xem kẻ nào đứng sau vụ này nào tại một căn nhà cũ ở ngoại thành. Một kẻ đang bị nhét rẻ vào mồm và chói giật cánh khuỷu, ngước ánh mắt sợ hãi lên nhìn hai người vừa đến, miệng phát ra những âm thanh ú ớ. Quốc Thành nói với hai người thanh niên kia, lôi rẻ trong mồm anh ta ra. Khi nắm rẻ sách được lôi ra khỏi miệng, gã thanh niên liên tục ho sặc sụa, một lúc sau mới định thần cất tiếng van vỉ. Em xin các anh, em có mắt như mù, động vào thái sơn mà không biết. Xin hãy tha cho em Em bị người ta mua chuộc không phải tại em Thằng chó Giờ mà mày vẫn còn lại nhảy cái bài này à Nói Ai sai mày tông xe vào chị kia Dạ dạ là là Quốc Thành nãy giờ vẫn ngồi im theo dõi sắc mặt tên bị trói Lúc này anh mới gõ đầu gằn giọng Thì ra là mày à Thảo nào mấy lần tao thấy mày lỏng vảng trước cổng công ty Cùng với mấy người xe ôm lại tưởng mày trong hộ chạy xe Ai dè mày cũng to gan lớn mật lắm. Ai đã sai mày làm hại cô ấy hả? Dạ là chị Hoài Phương sai em ạ. À. Chị ta cho em một số tiền lớn bảo em phải tìm mọi cách làm cho cô Linh Lan tai nạn. Thật là khốn nạn, không ngờ cô ta lại to gan lớn mật như vậy. Dám động vào người anh yêu à? Cô ta đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà. Nghe tới đây, Linh Lan lập tức đứng chết chân, miệng cô há hốc đầy kinh ngạc. Cô không ngờ Hoài Phương lại bất chấp thủ đoạn mà hại mình như vậy. Mặc dù rất tức giận và căm ghét Hoài Phương, ngay lúc này nếu có cô ta ở đây chắc Linh Lan không ngần ngại mà lao đến đánh cho cô ta mấy cái bạt tai. Nhưng bảo để dùng thủ đoạn bẩn thỉu để chơi lại Hoài Phương thì Linh Lan không nỡ. Con người luôn có tâm niệm như cô cuối cùng vẫn cứ nhân nhượng với kẻ thù. Điều quan trọng nhất của cô bây giờ chính là phải tìm thấy mẹ. Trong khi ấy, tại một căn chung cư, Hoài Phương càng nghĩ đến những việc đã xảy ra lại càng không cam lòng. Cô ta cầm lấy chiếc điện thoại rồi trượt đến một số máy. Lưỡng lự một chút cô ta bấm số. Đầu bên kia ngay lập tức có người cầm máy. Tiếng người này nói nhanh nhưng chỉ sợ Hoài Phương sẽ đổi ý mà dập máy. Hoài Phương là con phải không? Cuối cùng con cũng chịu tha thứ cho mẹ ư. Con đang ở đâu vậy? Đừng nghĩ dại mà làm liều nghe con. Mẹ làm những việc này tất cả cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Hãy tha lỗi cho mẹ. Hải Phương bặm môi lại nói. Bà có biết tôi gọi đến cho bà có việc gì không? Không phải tôi gọi đến để nghe bà than khóc hay tha thứ cho bà. Tôi không làm được việc đó. Nỗi đau bà để lại cho tôi quá lớn. Ngay lập tức tôi chưa thể chấp nhận được. Nhưng có một việc này tôi muốn bà hãy nhớ cho kỹ. Con nói đi. Mẹ sẽ cố gắng làm tất cả cho con. Nói đi Hoài Phương. Bà muốn tốt cho tôi phải không? Vậy thì bà hãy chấp nhận thực tại đi. Nghĩa là từ trước đến nay tôi và bà chưa từng nhận nhau. Tôi cũng không coi bà là mẹ và từ giờ trở đi tôi cũng muốn như vậy. Bà hãy đóng thật tốt vai diễn của mình đi. Đừng bao giờ để lộ ra cho một ai biết thân phận thật của bà. Cũng không được hé răng cho bất kỳ ai hay việc tôi chính là con gái bà. Đứa con gái đã bị bà vứt bỏ 26 năm nay. Kìa con, đừng làm như vậy với mẹ. Thế bà bảo tôi phải làm sao? Bà nói muốn cho tôi được sung sướng vậy mà mọi việc đang diễn ra tốt đẹp bà xuất hiện làm gì sao bà không biến mất mãi mãi đi hãy cứ để cho tôi coi như bà đã chết thì còn tốt hơn bây giờ đấy nếu bây giờ nhà họ mạc mà biết bà là mẹ tôi thì tất cả sẽ sụp đổ hết không những tôi không có được quốc thành mà bà cũng sẽ bị tống khỏi biệt thự bạch dương bà hiểu không trời ơi con sớm biết có ngày này thì mẹ đã không dám đánh đổi như vậy đúng là quả báo mà Đừng ở đó, giả mèo khóc chuột nữa. Hãy chấp nhận thực tại đi, là bà chỉ có hai đứa con trai là Quốc Thành và Quốc Thái, và bà hãy bằng mọi cách để tôi trở thành con dâu nhà họ Mạc là vợ của anh Quốc Thành, chỉ có như vậy và duy nhất điều đó mà thôi. Nhưng con biết rồi đấy, mẹ cũng đã làm hết sức nhưng Quốc Thành thật là khó bảo, là vẫn nhất quyết yêu con bé kia, mẹ cũng đang đau đầu đây. Bà cứ muốn làm sao thì làm, bà nên nhớ mình đang cưỡi trên lưng cọp, có muốn xuống cũng không được nữa đâu làm cách nào là việc của bà. Tôi không muốn hàng ngày cứ phải nhìn thấy con mặt giặc ấy đâu. Tốt nhất bà ấy cho nó biến khỏi đây đi. Biến mất mãi mãi thì càng tốt. Chào bà. Bà Trà Giang chưa kịp nói gì thêm thì đầu bên kia đã vang lên những tiếng tút tút khổ khóc. Bà ta ôm mặt khóc rừng rước. Khuôn mặt mấy ngày nay đã bị bầm tím vì vụ cưỡng dâm tập thể và những cái tát tai nảy lửa của mấy thằng ăn con giờ lại càng sưng thêm bởi đêm nào mụ cũng khóc. Đã một tuần nay, mụ tự nhốt mình trong phòng riêng và không hề ra ngoài lấy một lần ông thành long cũng chỉ hỏi thăm mụ vài câu cho có lệ chứ tuyệt nhiên không hề bước chân vào phòng không lẽ mụ đã thất thế như chó cục đuôi rồi ư nếu cách đây vài tháng mà nghe con gái ca cẩm như vậy thì kiểu gì linh lan cũng đủ bầm sập với mụ song giờ bản thân còn đang phải căng mình ra chống đỡ sự cố giờ mụ đâu có thể làm được gì cho con gái chứ Trước đây mụ không hề nghĩ đến hậu quả lại thảm đến mức này. Đến ngay cả đứa con gái độc nhất của mụ cũng quay lưng không nhận mẹ. Nó còn bảo mụ hãy quên đi. Trời ơi, còn gì đau đớn hơn. Mụ thấy cái đích mà mình nhắm đến bấy lâu nay bỗng sao vời vợi. Mụ biết làm gì đây. Trở lại thực tại, Quốc Thành bực tức buông một câu chửi thề. Khốn nạn, mày không nói đùa chứ. Nên nhớ những lời mày nói đều được chúng tao ghi âm hết đấy. Tao chỉ cần biết kẻ chủ mưu là ai thôi sau đó sẽ bàn giao chúng mày cho công an. Anh ơi, xin anh làm ơn làm phước tha cho em. Em chót dại, em đã thành khẩn khai báo. Xin anh bắt kẻ chủ mưu đi. Chính cô ta mới là đầu sỏ, em... Linh Lan sớm đã đoán ra điều đó, nhưng đến khi được nghe chính tên này nói ra thì vẫn ngỡ ngàng. Không ngờ chỉ để giành giật một người đàn ông mà Hoài Phương đã không từ thủ đoạn hại người. Nếu hôm đó cú tông ấy của thằng kia không làm gãy xương sườn của cô, mà làm cô mất mạng thì sao đây thật là kinh khủng cả nhà ba người bọn họ đều độc ác và máu lạnh như nhau còn việc gì họ làm mà cô và anh chưa phát hiện ra đây hoài phương mới trẻ gửi như vậy mà đã đầy dẫy tâm cơ và thủ đoạn thì liệu rằng với cái tính ấy nếu không bị dập tắt thì thêm vài tuổi nữa cô ta còn nham hiểm đến đâu chợt nghĩ đến điều gì linh lan liền bảo muốn tôi tha cho anh ư vậy thì hãy thành khẩn khai ra đi anh quen biết và làm việc cho Hải Phương từ khi nào? Lưỡng lự một lát tên đó nói tiếp. Tôi quen cô ấy hơn một năm rồi. Anh được Hoài Phương thuê mấy lần rồi. Dạ, lần này là hai, à chính thức chỉ là một lần ạ. Thấy hắn ú úp úp mở mở có vẻ không thành khẩn thì Quốc Thành ra hiệu cho hai người bên cạnh. Tức thì một người đưa bàn tay cứng như thép nguội của anh ta bóp một cái thật mạnh vào cảm tên kia. Chỉ thấy hắn nhăn mặt đau đớn, anh này hất mạnh một cái rồi văng ra câu chửi thề. Mẹ thằng chó uống rượu mừng không muốn lại thích rượu phạt hả? Ý mày là như thế nào? Nói. Nhớ là phải nói thật. Chỉ cần sai một câu thì bố cho một đấm là bay mẹn hàng tiền đạo đi đấy. Dạ em xin khai thật ạ. À. Chỉ tại em nhớ nhầm. Lần này cô Hoài Phương trực tiếp thuê em. Còn lần trước là người khác thuê. Cô Hoài Phương lúc đó cũng có mặt nhưng không phải là người trả tiền. Vụ trước là vụ nào? Nói mau. Dạ lần trước là cách đây 9 tháng em và một thằng nữa được thuê hại cô đây. Quốc Thành không nhịn được liền cắt ngang lời thằng này. Hả? Mày nói gì? Có người thuê chúng mày làm hại Linh Lan. Dạ đúng ạ. À. Lúc đó họ thuê em vào tận Nha Trang để... Và thế là câu chuyện của chuyến đi Nha Trang cách đây 9 tháng lại được thằng kia kể lại một cách rảnh giọt không sót một chi tiết nào. Thì ra Linh Lan đã bị chúng bày mưu hãm hại ngay từ ở Hà Nội và kẻ cáo giả đó đã lên kế hoạch thật chi tiết. Chỉ tiếc rằng âm mưu của chúng đã sớm bị quốc thành đập tan. Tuy nhiên kẻ chủ mưu thì đến tận giờ này, cả anh và Linh Lan mới biết. Không ngoài dự đoán của anh, kẻ chủ mưu không chỉ có một người mà là hai. Tiếc rằng kẻ đó lại là một người mà trước đây anh đã từng yêu thương trân trọng và coi như mẹ của mình. Đó chính là bà Trà Giang, một mụ đàn bà có một không hai, một mình mụ mà đã tắc oai tắc quái làm nên bao nhiêu chuyện động trời buông một tiếng thở dài thất vọng. Quốc Thành lôi điện thoại ra bấm vào mục album ảnh, rồi chia ra trước mặt tên bị trói hỏi. Mày hãy nhìn xem trong số này ai là người đã thuê mày. Thằng đó ngó vào album rồi chăm chú dõi theo ngón tay di chuyển đều của Quốc Thành. Đến một bức ảnh nọ nó bật kêu lên. Là người này, đúng rồi chính là bà ta. Quốc Thành hỏi lại. Mày nhìn kỹ đi, có đúng là bà này không? Dạ đúng mà anh. Bà ấy chính là là mẹ anh mà. Được rồi, mày xem tiếp đi. Đến bức ảnh chân dung của một cô gái, hắn lại nói. Đây nữa, chính là người đã thuê tôi tông vào xe cô Linh Lan, là cô ta, Hoài Phương. Được rồi, hôm nay tạm đến đây thôi. Nhờ hai anh chăm sóc nó chú đáo một chút. Nhiệm vụ của các anh sắp xong rồi. Trên đường trở về, Quốc Thành trầm tư suy nghĩ. Điều mà anh thất vọng nhất không phải là những thủ đoạn mà bà trả giang giăng ra. Gia mà là quá thủ đoạn quá tàn nhẫn và độc ác. Người đàn bà máu lạnh này nếu như bọn anh không phát hiện ra sự việc thì ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của vợ chồng bà ta. Thật là không tưởng tượng nổi, biết đâu đối tượng tiếp theo sẽ là ba anh và anh cùng Quốc Thái. Mấy ngày nay bà Trà Giang cứ giấu mình trong phòng, từ hôm bị bọn hiếp dâm thả về thì bà toàn bịt kín mặt mũi và không hề đi ra ngoài. Lúc ăn cũng yêu cầu người phục vụ mang lên bà ta còn chủ động đề nghị ông thành long để cho bà ta ngủ riêng miệng kêu bị dị ứng nên mặt mũi ngứa ngáy khó chịu không ra gió được mụ cứ tưởng rằng có thể lừa được mọi người nhưng có ngờ đâu tất cả những việc làm của mụ đều đã bại lộ sở dĩ ông thành long và các con chưa muốn lôi mụ ra anh sáng ngay bây giờ mà thôi quốc thành muốn để cho mụ ấy trở tay không kịp và anh còn muốn trong thời gian này sẽ điều tra về cái chết của ba mẹ mình năm xưa Quốc Thành đi lên phòng thờ của ba mẹ thắp nhang, nhìn lên hai tấm di ảnh của song thân, lòng anh nghẹn lại một nỗi thương xót khó tả. Lòng anh vẫn nặng trĩu khi nghĩ đến song thân của mình bị kẻ xấu giết hại hai sáu năm nay mà chưa biết được kẻ thù ác là ai. Nếu như bọn chúng còn chưa bị lôi ra ánh sáng và chịu sự trừng phạt của pháp luật, thì anh vẫn chưa thể ăn ngon ngủ yên và ba mẹ anh dưới suối vàng cũng không thể nhắm mắt siêu thoát được. Anh phải làm gì để tìm ra bọn chúng đây? miệng anh thì thầm khấn vái. Ba mẹ ơi, hai người sống khôn thác thiêng hãy về phù hộ cho con, sớm tìm ra kẻ ác để bắt chúng chịu tội. Chỉ khi nào bắt được bọn chúng thì con mới có thể ăn ngon ngủ yên được. Chúng đã sống ngoài vòng pháp luật quá lâu rồi. Theo đoạn ghi âm mà quốc thái cung cấp, quốc thành đã phái người lên yên bái để tìm hai tên sát thủ ngày xưa. Tùy lão lãi không nói ra tên của hai kẻ đó, và anh biết làm điều đó không khó. Chỉ có điều anh muốn tự mình điều tra và muốn tự tay trừng phạt lão chán chê rồi mới giao cho công an. Chứ nếu giao cho lão cơ quan pháp luật ngay thì nhẹ nhàng cho lão quá. Tại một căn nhà 4 tầng rất đẹp và sang trọng ở quận Thanh Xuân, ông Thành Long đang tiếp một vị khách đặc biệt. Đó là một người mà 26 năm rồi ông chưa gặp, nhìn vào người lái xe riêng của mình năm xưa, giọng ông bùi ngồi nói. Tôi có lỗi với chú, đã hồ đồ mà không tin lời chú, nên gia đình mới chịu cảnh tan nát và ly tán bởi âm mưu thâm độc của một ả đàn bà ma quỷ. Tôi thật ngu muội khi đã tin tưởng vào mụ 26 năm nay. Nếu như không nhờ có quốc thái thông minh thì chưa chắc sự thật này đã được hé lộ và bức màn bí mật ấy sẽ bị chôn vùi không biết đến ngày nào. Tôi ân hận lắm, ân hận vì để chú phải chịu thiệt thòi như thế này. Bản thân chú cũng vì tôi mà trở thành tàn tật. Tôi cũng không bao giờ tha thứ cho mình vì đã gián tiếp đầy người vợ tốt vào tay bọn rắn độc. Giờ còn không biết cô ấy ở đâu Ông Thành cũng rơm rớm nước mắt Vì cuối cùng mọi thứ cũng được hóa giải Tuy là muộn Nhưng cũng còn hơn không Giờ chỉ còn việc duy nhất còn lại Là phải tìm bằng được bằng nguyệt cầm Thì gia đình ông Thành Long mới có hạnh phúc trọn vẹn Ông Nắm lấy tay ông Thành Long nói Anh có kế hoạch gì chưa Để đi tìm chị Có rồi chú ạ Tôi đã tung quân đi về quê cô ấy và đến cô nhi viện năm xưa để dò hỏi thông tin. Hy vọng là sớm tìm lại được. Cho dù có tốn kém đến đâu, kể cả phải bỏ hết cả sản nghiệp này để tìm nguyệt cầm và chuộc lỗi với cô ấy, thì tôi cũng làm. Đoạn ông nhìn ra ngoài vườn nơi quốc Thái đang nói chuyện với một cô gái, mỉm cười ý vị. Chú có cô con gái xinh quá, nhìn nó tôi lại nhớ đến ngày đầu tiên yêu nguyệt cầm. Con bé có người yêu chưa? Chưa đâu anh. Ở trên ấy cũng có nhiều đám dọ hỏi nhưng con bé cứ nhất quyết không đồng ý. Thôi thì đành kệ nó thôi anh. Có thể duyên chưa đến. Với lại thời bây giờ mình không thể ép nó được. Ông Thành Long tuy chỉ mới gặp Vân hôm nay nhưng thấy cô gái này rất trong sáng và thông minh mà thấy cậu hai nhà mình lại có vẻ cuốn quýt với cô ấy thì trong lòng bỗng trào lên một cảm xúc lâng lâng khó tả. Giá mà... Biết nhà rồi, anh em mình cũng đã hóa giải mọi thắc mắc trong lòng. Từ nay lại là anh em. Tôi có lỗi với chú. Hãy để tôi chuộc lỗi nhé. Bàn chân này bị như ngày hôm nay là do tôi tất cả. Hay chú bảo vợ con về đây sống đi. Tôi và bọn trẻ lúc nào cũng chào đón chú. Ông Thanh thấy ông Thành Long nhiệt tình như vậy thì rất cảm kích. Thịnh tình của xếp tổng. Nhưng cũng mỉm cười nói. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Anh không phải lăn tăn hay ái ngại gì đâu đó cũng là sự cố không mong muốn thôi mà. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Tấm lòng của anh vợ chồng tôi xin ghi nhận, nhưng thú thật là ở trên đó quen rồi, cũng quen với lối sinh hoạt của người vùng cao. Thi thoảng tôi sẽ xuống thăm anh, chứ dọn về đây ở thì không được, mong anh đừng trách tôi. Cả hai đang huyên thuyên nói chuyện thì bên ngoài có hai người ngần ngại bước vào. Ông Thành Long thấy vậy thì vẫy tay gọi. "Vào đây, chúng tôi đang chờ hai người này." những con mắt ngạc nhiên nhìn nhau và cùng bật lên tiếng gọi. Bác Phú, cô Nghĩa, lâu lắm rồi mới gặp lại hai người. Hai người vừa vào chính là bác Phú quản gia và cô Nghĩa giúp việc. Nhìn thấy ông Thanh họ cũng ngạc nhiên và vui mừng không để đâu cho hết. Cả hai đồng thanh cất tiếng. Trời ơi, là chú Thanh đây mà. Sao lâu quá mới quay trở lại vậy? Hai bác biết rồi đấy. Con quỷ cái kia tắc oai tắc quái bao nhiêu năm như vậy Tôi sống được đến giờ cũng là may đấy. Nếu không được cậu Quốc Thái cho biết đã chuẩn bị đưa hết chúng vào lò thì tôi đâu dám về đây mà gặp hai người. Ông Thanh nói đến đây thì bác Phú và cô Nghĩa cũng rơm rớm nước mắt ái náy nói với ông Long. Tất cả là tại chúng tôi hèn nhát không dám nói ra. Ông chủ xin cứ trách phạt chúng tôi đi. Bác Phú lại nói thêm. Đã nhiều lần tôi định nói với ông về bà Trà Giang, nhưng lần nào bà ta cũng sai người uy hiếp, lại còn đe dọa nếu chúng tôi chỉ cần hé sang nửa lời thì sẽ cho người giết chết nghĩ mình thân cô thế cô nên tôi đã chọn cách im lặng vì vậy nên bà ta mới được ung dung sống sung sướng đến ngày hôm nay ông thành long trầm lặng một hồi rồi buông lời buồn bã giờ tôi cũng chẳng thể trách ai được chỉ trách bản thân mình quá ngu muội mà thôi việc cấp bách bây giờ chính là tìm ra nguyệt cầm chừng nào chưa tìm ra được cô ấy thì tôi chưa thể ăn ngon ngủ yên được ba người làm công sau 26 năm mới được gặp lại, đã ngồi nói với nhau bao nhiêu là chuyện. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là chuyện về con quỷ đội lốt người trả giang. Tất cả đều do mụ một tay trai trời mà khuấy đảo lên mọi thứ. Thật là kinh tởm khi một con ca ve tinh đời lại có thể lột xác một cách để ngoạn mục để đứng lên làm bà chủ. Một phu nhân quyền cao trích trọng, luôn ở thế dưới trăm người nhưng trên vạn người chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ thấy dùng mình về độ độc ác và máu lạnh của đôi giả nhân ngãi non vợ chồng ấy. Việc ông Thanh về thăm đại gia Thành Long và cuộc gặp gỡ với hai người giúp việc ở Hà Nội vẫn hoàn toàn bí mật. Mụ trà giang không thể nào biết được. Hơn nữa bản thân mụ đang phải ra mình trong phòng để tránh đi ánh mắt mang hình dấu hỏi của ông Thành Long và hai chàng thiếu gia. Còn lão lãi thì những ngày này sống ép mình trong một căn nhà nhỏ cả ngày chẳng dám thò mặt ra ngoài. Lão tuy đẩy dẫy thủ đoạn hại người, nhưng số phận của mình thì lại không thể nào đoán ra được. Hồi chuông cáo chung của gã và mụ trà giang sẽ rung lên bất kỳ lúc nào, và người rung chuông không ai khác, chính là bộ tam sát nhà họ Mạc. Tại gai yên bái, trong đám cửu vạn xô bồ có hai thằng ẩn ờ đang trụng đầu vào một chỗ khuất hút hít, nhìn thân hình chúng còm nhom ốm o đen đuổi thì ai cũng biết đó là những thằng nghiện nặng. Trước chúng giặt lên đây thời gian đầu vì có tiếng là liều lĩnh nên chuyên môn thu tiền bảo kê của các con phe. Rồi cũng cho vay nặng lãi, cướp trộm giật dọc đủ kiểu. Nếu chỉ có vậy thì chẳng nói làm gì. Xong đời của những thằng tứ cố vô thân như bọn này thì làm gì có mục tiêu và lý tưởng sống. Toàn dạng bóc ngắn cắn dài. Ăn hôm nay không lo đến ngày mai. Cứ có tiền là lao vào ăn chơi chắc táng và đĩ điếm gái gú để thỏa mãn bản tính hoang dã của loài thú. Có lẽ chúng chỉ hơn con vật một chút vì có hình hài của con người và có bộ óc của con người mà thôi. Kể ra nếu biết đường tu tâm dưỡng tính và lấy vợ sinh con thì có lẽ tội ác của chúng sẽ bị trôi vào quên lãng. Nhưng đời đâu như là mơ và trời cũng không bao giờ sung túng cho kẻ xấu. Chỉ có điều chúng bị trả giá hơi muộn mà thôi. Hậu quả của việc ăn chơi chắc táng chính là ma túy đó chính là điểm đến cuối cùng mà chúng cập bến. Và cái kết là hai thằng này nghiện nặng lúc nào không hay. Đời lên voi xuống chó mấy hồi. Núi này cao thì có núi khác cao hơn. Chúng không thể đứng trên đầu kẻ khác. Mà tắc oai tắc quái mãi được. Và cuối cùng cũng là những kẻ bị thải loại. Và mặt đường lại là nơi thâu nhận chúng. Giặt dẹo hoài để rồi lại trở về đúng bản chất của hai kẻ côn đồ. Chuyên đi giật lọc lửa đảo trên tàu mà thôi thằng tên an nói với thằng tên tài vật quá mày ạ à. cả tuần nay không có thuốc cũng chẳng có con mồi nào cứ đà này khéo chết rũ ra mất mày có cách nào không cách nào hay vù một chuyến về hà nội nã tiền lão lãi rồi chuồn mày điên à về hà nội để chết à biết đâu công an chỉ đợi mình về là tóm cổ chớ có dại nhưng thấy lão chủ mưu mà giờ một mình hưởng phước còn bọn mình phải trốn chu trốn lủi tận nơi khỉ ho cỏ gái này lúc nào cũng như chuột ấy tao không chịu được Thế mà tưởng đào mỏ lão ấy mà dễ à? Lão là thằng lật mặt như lật bàn tay. Tao sợ chúng mình vừa mở mồm ra khéo lão lại gọi công an tóm cổ ngay không chừng. Nhưng đói quá biết làm sao, định rũ xương ở đây à? Từ từ để tao nghĩ cách đã, mẹ mày chưa gì đã cuống. Nghĩ, nghĩ cái con tiểu, sao người ấy bọn mình ngu thế nhỉ? Nghe lời lão giết hại vợ chồng nhà kia, cuối cùng được lão trả cho con năm cây vàng, rồi bắt phải lặn một hơi không sủi tăm, lại còn bắt viết cam kết không được quay lại gây khó dễ và đòi thêm tiền thằng già đúng là chó thật thằng an tức mình nhờ một bãi nước bọt nói nghĩ mà tức bọn mình là hai con tốt thí đi dọn cỗ cho vợ chồng lão sơi con mụ trà giang một bước lên bà tao thật không cam tâm chút nào nói xong nó liền vớ lấy ổ bánh mì không uể oải nhai chợt có một thằng ăn mặc hầm hố đi đến ngồi xuống một góc rồi cúi xuống hít hít người người chỉ cần nghe thấy mùi quen thuộc ấy là cả hai thằng hếch mũi lên cái giác quan được đánh thức triệt để thằng an mon men đi đến nói ông anh còn tí sái nào cho bọn này ké tí người kia bỗng văng tục một câu mẹ kiếp có phải cơm đen đâu mà có sái nhưng nói thì nói vậy xong gã vẫn ném cho hai thằng này mỗi thằng một tép nhỏ rồi nói nhìn hai chú mày cũng không đến nỗi mà lại đói thế à có muốn theo anh không cả hai thằng đưa mắt nhìn nhau rồi dè dặt hỏi. Ông anh có việc gì cần thâu nhận bọn em vậy? Có nhiều việc cho các chú đây, giờ cứ hít thoải mái đi, giờ anh sẽ có việc để giao cho hai thằng mày. Tuy nói vậy, nhưng đến mấy ngày liền tên đàn anh bí ẩn kia vẫn chưa thấy sai thằng Tài và An làm gì cả. Đã vậy ngày nào chúng cũng được ăn uống ba bữa rượu thịt no say, lại còn được cung cấp miễn phí cái thứ thần dược kia nữa chứ. Hai thằng này mới đầu thấy vậy thì nghĩ chắc mới thâu nhận bọn hắn. Nên gã kia muốn lấy lòng. Xong giết cả tuần đều như vậy. Thì cả bọn này mới ngạc nhiên và hoang mang. Nhân lúc thằng đàn anh mới toanh đi đâu đó, thằng Tài nói với thằng An. Mày có nghĩ là gã này gàn không? Chẳng có thằng nào ngu mà đãi bọn mình cơm no rượu say cả tuần hết. Nội cái món kia cũng hết ối tiền rồi. Tao thấy nó cứ sai sai làm sao á. Hay là gã định lợi dụng bọn mình để buôn bán ma túy cho gã? Tao nghĩ chắc không phải đâu. Đời nào gã lại dại dột đưa cái đó cho bọn mình. Làm thế có khác nào lại ông tôi ở bụi này. Nhìn hai thằng như bộ xương di động thì công an nó chẳng nghi ngay à. Ngồi đó mà buôn với bán. Thằng Tài nghe vậy cũng có lý. Nó trầm ngâm một lát rồi mới nói. Tao nghi lắm. Chắc chắn gã sẽ lợi dụng bọn mình vào một việc gì đấy. Trên đời này làm đếch gì có món ăn nào miễn phí. Thôi kệ, cứ ăn đã, miễn gã không đưa bọn mình vào tù, thì việc gì cũng được. Và quả đúng như lời phỏng đoán của hai thằng kia, nhưng điều khiến chúng không thể ngờ là chúng bị bẫy mà lại không biết rằng mình bị bẫy. Tự nguyện chui đầu vào dọ từ lúc nào không hay. Hôm đó là ngày thứ 8, tên đại ca mới tên Tuân liền rủ hai thằng này đi nhậu tại một quán ăn nổi tiếng ở thành phố Yên Bái mà chỉ nghe tên thôi thực khách đã biết ngay đó là một địa điểm vip rồi hai thằng này làm sao mà nghĩ có ngày mình cũng được bước chân vào nơi này lại còn được chăm sóc đúng tiêu chuẩn dành cho khách vip vừa ngồi xuống bàn đã thấy ba cô phục vụ ăn mặc mát mẻ xinh tươi đi đến các em nhanh chóng xé khăn lạnh rồi nở nụ cười tươi như hoa giọng thì ngọt như mật cất lên chào các anh ạ à, bọn em hân hạnh được phục vụ các xếp các xếp ăn gì cứ gọi thoải mái nhé. Đại ca Tuân búng tay một cái nói với hai chị em đang đứng cạnh Tài và An. Hai em chăm sóc chu đáo hai anh này cho anh nhé. Hai thượng đế này nhìn như vậy thôi nhưng chất lắm đấy. Ngay lập tức mỗi em cầm một chiếc khăn lạnh đi đến lau mặt cho Tài và An. Chiếc khăn theo bàn tay của các em lướt đến đâu thì hai thằng cảm thấy đê mê sảng khoái đến đấy. Miệng nở nụ cười thỏa mãn và đôi bàn tay bắt đầu ngọ nguậy không theo trật tự hai em này. Các chú đang nghi ngờ anh bẫy mình phải không? Thực ra các chú chỉ lo bỏ trắng răng, anh không làm gì hai thằng em đâu. Chỉ muốn hỏi hai chú một việc. Chuyện nhỏ thôi, đừng lo. Hai thằng đưa ánh mắt kẻ cả nhìn thằng đại ca mới nói. Dạ anh Tuân nói gì bọn em chẳng nghe. Đại ca cứ giao nhiệm vụ đi ạ. Nhẹ nhàng thôi. Anh muốn các chú tìm hiểu cho anh một người. Là ai vậy đại ca? Tuân chưa nói gì mà vội mở điện thoại ra rồi dí mặt vào hai thằng. Chỉ vào một tấm hình Tuân chậm rãi nói. Các chú biết thằng già này không? Mẹ nó chứ. Anh đi làm ăn xa mà nó dám ở nhà tặng tiệu với vợ anh. Giờ chúng nó còn thuê nhà để ngủ với nhau cho dễ nữa chứ. Chẳng cần phải nhìn lâu hai thằng kia cũng biết kẻ trong hình là ai. Tuy vậy chúng chưa trả lời vội mà đưa mắt cho nhau đã. Thằng An gật đầu một cái. Thằng Tài mới văng một câu chửi thề. Trời, tưởng việc gì khó, cái này đại ca cần gì phải nói nhiều. Cứ dần cho nó một trận hay cho nó đi tàu ngầm một chuyến cho biết mùi đời anh ạ. Biết là bọn này vẫn còn dài chừng mình nên chưa để lộ danh tính của người trong hình ra. Tuân liền phất tay cho ba cô em phục vụ ý nói để tự phục vụ. Mấy cô em này biết ý khách nên lui hết cả đi. Bây giờ Tuân mới đưa ly rượu bìm bịp lên cũng ly nói. Cứ nhậu xả láng đi hai chú Đàn bà ở đây chỉ tổ vướng chân. Để nhậu xong chú nào thích đi bay đêm thì anh chiều, giờ thì uống đi. Rượu vào thì lời ra, hai thằng kia cứ vừa uống vừa ngốn mồi. Phải công nhận là nhà hàng này cái gì cũng ngon, thật không hổ xanh là nhà hàng VIP. Chúng nó cứ liên tục tập hết ly này đến ly khác. Mỗi thằng uống thêm khoảng chục ly thì bắt đầu cất giọng nhửa nhựa. Thằng tên A nói. Nói thật với ông anh, em lạ gì cái thằng già đấy. Cũng chỉ vì lão mà tụi em mới phải lang bạt lên tận cái xứ khỉ ho cò gáy này đấy. Mẹ kiếp, nghĩ lại vẫn còn điên đại ca à? Tuân làm như vô tư hỏi. Thằng già đó nhìn vậy mà cũng to gan lớn mật thế à? Ôi, đại ca không biết thì thôi. Vợ chồng nhà nó phải nói là bộ đôi sát thủ. Một cặp âm dương song sát đấy anh. Lão đó thì là hậu duệ của lã bất vi rồi. Còn con mụ vợ thì chính là võ tắc thiên tái thế. Chú cứ nói ngoa, làm gì đến độ đó. Nghe chú nói mà anh cũng muốn thử một tí. Ôi, đại ca đừng có dại mà động vào cái đám rẻ rách ấy. Cách đây 20 năm, thì con mụ đó ngọt nước thật. Giờ nó cũng chẳng khác nào mụ già hơn 50 rồi. Nhưng em phải công nhận, thằng già ấy là một. Tự dâng vợ mình cho thằng khác nó sơi mấy chục năm thử hỏi nếu là đại ca, thì đại ca có làm được không? Ôi, anh lại, bị thằng già cái cắm sừng mà anh còn đang sôi máu lên đây hai kẻ gian phu dâm phụ ấy mà để anh bắt được lần nữa thì anh cho hai đôi chúng nó và luộc luôn. Tới đi đại ca, thằng giái chết là đáng nó được hưởng phước hơi lâu rồi đấy. Chúng em cũng đang tính về đòi nợ lão đây. Ờ thế hai chú cũng biết thằng giái à? Đang cơn say máu thằng Tài quên cả đề phòng hịch tuẹt luôn. Ôi cách đây gần ba chục năm, tụi em còn là đàn em dưới trướng của lão đấy chỉ vì bị lão xúi dại mà giờ tụi em mới phải sống dở chết dở ở cái vùng núi hoang vu này nè mẹ kiếp thằng tài lại buông tiếng chửi thề thằng an bị gãi đúng chỗ ngứa thì sổ ngay thú thực với đại ca bọn em cũng định sống để bụng chết mang theo nhưng ông anh đã không bạc đãi chúng em lại còn sang tay ra cứu đúng lúc bọn em đang khốn khó thế này thì bọn em cũng xin kể thật cho đại ca nghe một câu chuyện nhưng đại ca phải hứa không được nói chuyện này ra với ai nhé Tuân gật đầu rồi giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ đồng ý. Lập tức thằng An tuôn ra một mạch. Cách đây 26 năm về trước, chính thằng lãi già này nó sai hai thằng em đi làm thịt một người. Đúng hơn là hai người anh ạ. Đêm đó vì sai máu mà bọn em đã tiễn cả hai vợ chồng chủ nhà đi chầu Diêm Vương luôn. Hai chú cứ đùa, nhìn hai chú lèo khẻo lèo khèo thế này đến chói gà còn không chặt. Làm gì có gan mà đòi giết người, khịa nó vừa thôi. Trẻ con nó cười cho đấy. Nghe Tân khích tướng như vậy thằng Tài ngồi bên cạnh không chịu được liền sen ngang. Đại ca không tin à? Hiện tại bọn em vật quá nên mới thành ra thế này thôi. Thời đó hai thằng em nhìn cũng sát thủ lắm. Cơ bắp sáu múi không thua kém bố con thằng nào đâu. Thú thật, giờ cứ tưởng tượng ra cảnh vợ chồng nhà ấy chết không nhắm mắt mà em đếch ngủ được đại ca à? Vậy á, đúng là không hổ danh là đàn em của anh. Anh không chọn sai người nhỉ? Hai chú đúng là quỷ thần gọi bằng cụ. Thế sau dạo ấy hai chú vù lên đây luôn à? Lão già đó trả cho các chú bao nhiêu? Dạ 5 cây anh ạ. À. Thời đó 5 cây là mua được cả mảnh đất với cái nhà cấp 4 ở quê rồi đó ai? Bọn em đúng là mở mắt vì tiền. Nếu mà nghĩ được như giờ thì mẹ nó chứ. Chỉ có từng ấy vàng mà bán mạng chó nó đến giờ vẫn như hai thằng cù bất cù bơ quê cũng chả dám về. Còn vợ chồng nó thì ung dung hưởng lạc. Đại ca bảo thế có bất công không? Bọn em đúng là ngu quá mà. Vợ chồng bị hai chú giết gây thù chốc án gì với lão lãi Mà lão lại sai các chú thịt họ vậy Ôi chuyện dài lắm anh Chả là cái tay bọn em bị giết Tên Mạnh Cường có mở một doanh nghiệp bất động sản Cùng với tay Thành Long Để lập ra công ty địa ốc Long Thành Anh nghe thấy cái tên này chưa Tuân gõ gõ vào đầu mấy cái Rồi à lên một tiếng À hình như anh có nghe Đó là một công ty bất động sản Đang ăn nên làm ra ở đất Hà Thành đấy Thế rồi cả hai thằng lần lượt kể rõ ngọn ngành cho Tuân nghe. Trận nhậu hôm ấy cả hai thằng đều bỏ lê bỏ càng và say luôn tại bàn. Sau hôm ấy chúng cũng chẳng hề biết đã nói những gì với đại ca Tuân nữa. Chỉ biết rằng hai hôm sau Tuân nói phải về Hà Nội một chuyến để xử lý con vợ hư và thằng già lão sược thì bọn này cũng vui vẻ hẹn ngày tái ngộ với gã đại ca biết chơi đẹp này. Mấy ngày nay ông Thành Long và ông Thanh trực tiếp đi xuống Nam Định để dò la tung tích của nguyệt cầm họ đã vào cô nhi viện để hỏi nhưng các sơ cũng chỉ cho biết người đàn bà ấy có đến một lúc hỏi thăm về con gái rồi lại đi ngay hiện tại bái ở đâu họ cũng không biết ông thành long suy nghĩ lung lắm ông biết nếu cứ tìm hiểu kiểu này thì khó mà ra được liền bảo với ông thanh tôi đang nghĩ không biết lúc về cô nhi viện nguyệt cầm nghỉ lại ở đâu chắc chắn cô ấy từ xa đến thì không thể về ngay được Ông Thanh nghe vậy thì ổ lên một tiếng nói. Trời, có thế mà em không nghĩ ra. Giờ anh em mình phải khoanh vùng lại để xem trong bán kính khoảng chục km có cái nhà nghỉ nào không. Biết đâu chúng ta có thể lần ra cô ấy theo cách đó. Đúng thật, có thế mà ông không nghĩ ra. Hai anh em đi một đoạn thì thấy bên vệ đường có một nhà nghỉ liền tấp vào. Một cô nhân viên thấy thế tưởng có khách vip thì niềm nở chạy ra mời chào đon đả. Dạ, Mời hai anh vào trong này ạ. À. Nhà nghỉ bọn em vẫn còn phòng mà thoáng mát lắm. Các anh cho xe vào đây nhé. Hai người xuống xe ông Thành Long mỉm cười chào cô Lễ Tân rồi nói. Cảm phiền em cho anh hỏi thăm một chút. Thú thực là bọn anh muốn tìm người thân chứ không phải thuê phòng. Em có thể giúp anh được không? Nói xong ông móc bóp ra rồi rúi vào tay cô Lễ Tân tờ 200 rồi mở điện thoại trên màn hình hiện ra ảnh một cô gái trẻ khoảng tầm 20-21 tuổi. Bức ảnh được chụp lại nhưng khá rõ nét. Cô Lễ Tân nhìn xoáy vào bức ảnh rồi ngẫm nghĩ một lát mới rẻ rạt nói. Người trong ảnh này rất trẻ và đẹp. Hình như nhà nghỉ em không có khách nào như vậy. Để em nghĩ xem nào. À, có một người giống như thế này. Đúng rồi, nhưng người đó không trẻ như thế này đâu anh. Cách đây mấy tháng em cũng có gặp một khách thuê phòng. Nhưng chị này khoảng gần 50 tuổi, già hơn người trong ảnh mà trông giống lắm. Ông Thành Long chợt tươi ngay nét mặt rồi hỏi gấp. Thôi thế thì đúng rồi, đó là người thân của anh, bọn anh bị lạc. Hai mấy năm nay rồi, đây là ảnh cuối hồi trẻ, em có thể mở sổ ra tra cho anh cái địa chỉ của người đó được không? Cô gái lưỡng lự một chút rồi mới nói. Em nể anh lắm nên mới giúp đấy. Chứ thực tình bọn em không được phép để lộ thông tin cá nhân của khách hàng đâu anh ạ. À. Nếu đúng như lời anh nói thì em sẽ phá lệ một lần. Anh chờ em dò sổ nhé. Cô Lễ Tân liền đi vào trong quầy rồi mở cuốn đăng ký khách trọ ra. Sau một hồi tra soát, cô đưa ra khoảng gần chục cái tên phụ nữ, rồi đưa cho ông Long xem nói. Anh thử nhìn trong số này có tên người mà anh muốn tìm không, thì em mới tra tiếp thông tin được. Ông Thành Long chụp ngay lấy mảnh giấy rồi dán mắt vào những hàng chữ, nhưng tuyệt nhiên không thấy có tên nào là Nguyệt Cẩm cả. Xong ở hàng cuối có một cái tên khiến ông lưu tâm. Đó là Phạm Cẩm Thu. Tại sao lại là Phạm Cẩm Thu mà không phải Phạm Nguyệt Cẩm? Nhưng linh tính mách bảo trong biết rất có thể người này chính là Nguyệt Cẩm của ông. Hồi hộp đưa tờ giấy cho cô Lễ Tân ông nói. Em tra giúp anh thông tin của người phụ nữ này. Chỉ một lát sau thông tin về địa chỉ của người phụ nữ kia đã được cô gái ghi ra giấy. Rồi đưa cho ông Long. Ông dối dít cảm ơn cô rồi hai người nhanh chóng rời đi. Lên xe mà ông Long vẫn không rời mắt khỏi mảnh giấy. Nghĩ thế nào ông liền móc điện thoại ra gọi cho con trai. Tiếng quốc thái vang lên trong máy. Alo, con nghe đây ba. Con nói cho ba biết đi. Người phụ nữ dạo trước được con đưa vào bệnh viện tên là gì nhỉ? Nhớ kỹ lại xem nào. Ba, ba định đi tìm mẹ phải không? Dạ hôm đó con đi đóng tiền viện phí cho cô ấy mà. Cô ấy tên là Thu ba ạ. À đúng không con? Con có nhớ nhầm không? Dạ không ba, con còn cầm giấy chứng minh của cô ấy mà, chính xác là Phạm Cẩm Thu ạ. À. Trời ơi, vậy thì chính xác rồi, đó chính là Nguyệt Cẩm của ông không chạy đi đâu được. Ông cúp máy mà không kịp nói thêm với con trai câu nào. Đoạn quay sang ông Thanh nói. Đúng là cô ấy cậu Thanh ạ, à, chính là Nguyệt Cẩm. Trời ơi, vì tôi mà cô ấy phải lưu lạc đến tận cuối trời thế này. Tôi thật là đáng chết. Ông Thanh cũng vui mừng nói Vậy là có hy vọng rồi anh Chỉ cần tìm đến địa chỉ đó Là tìm ra cô ấy thôi Cho dù cô ấy có chuyển đi chỗ khác Thì tài liệu lưu trữ của công an Cũng sẽ có đăng ký về hộ tịch anh ạ à. Lần này anh cho em đi với Em cũng muốn đi đón chị Nguyệt Cầm Nhất định rồi tôi và cậu sẽ đi Không thể trần trừ thêm được ngày chuyến bay sớm nhất ngày mai Chúng ta sẽ xuất phát Ngày hôm sau trong căn nhà nhỏ Bà Hòa đang đánh bóng Những đồ thủ công mỹ nghệ để cho con gái kịp giao hàng vào chiều nay thì một chiếc xe hơi tiến đến rồi dừng lại trước cổng ba người đàn ông đi vào làm bà sửng sốt rồi há hốc mồm sau khi định thần bà cất giọng run run hỏi mấy người tìm ai ông thành long nghẹn ngào nói mẹ là con đây ạ à? con là thành long trời ơi bà hòa chỉ thốt lên được hai tiếng đó rồi nhất thời đứng hình câm lặng bên trong một người phụ nữ trung tuổi bước ra nhưng chị chợt khựng ngay lại khi bắt gặp dáng hình ấy. Không thể lẫn vào đâu được. Đây chính là người đàn ông năm xưa của chị. Người đã khiến chị yêu đến quên cả đất trời. Những tường sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Thì giờ này người ấy lại hiện ra bằng xương bằng thịt ngay tại mảnh đất này. Trước mặt chị đây, ông Thành Long đã phát hiện ra chị liền chạy đến hét lớn. Nguyệt cầm đúng là em rồi. Anh đến rồi đây, Nguyệt cầm. Đôi mắt chị không biết từ lúc nào đã ẩn ẩn nước chị đã chờ đợi giây phút này lâu lắm. Chị sợ không dám đối diện với ông, cũng từng hận và trách cứ ông rất nhiều lần. Nhưng giây phút này bao hờn giận tiêu tan, nhường chỗ cho yêu thương đong đầy. Chị vẫn yêu ông nhiều biết bao, không thể phủ nhận tình yêu của chị vẫn như ngày đầu. Mặc dù hiện tại nó đan xen những cảm giác hờn ghen lẫn lộn. Ông Thành Long nhào đến ôm chầm lấy chị, mọi cảm xúc vỡ hòa. Đây mới chính là người phụ nữ của ông, là người vợ thực sự mà ông đã để buột mất chỉ vì sự mù quáng và bất cần của mình anh đáng chết anh đã để em phải chịu đựng khổ đau bao nhiêu năm đã khiến mẹ và em phải trốn chui trốn lùi đến tận nơi này hãy tha lỗi cho anh nguyệt cầm giờ anh không để cho em phải khổ nữa về với anh đi nguyệt cầm vẫn khóc mùi mẫn một lát sau chị mới đẩy tay ông ra mắt dán chặt vào hai người đàn ông một già một trẻ bên cạnh ông thành long giờ mới chìa tay về phía hai người đàn ông nói quốc thái lại đây con Nguyệt cầm con của chúng ta đấy. Quốc Thái lao đến mẹ không cần suy nghĩ. Nguyệt cầm sang rộng đôi tay. Ôm trầm lấy đứa con mà chị đã mang nặng đẻ đau. Nhưng lại phải sớm rời xa từ khi anh mới chỉ 10 ngày tuổi. Nước mắt mặn mỏi của người mẹ tuôn ra như mưa. Khuôn mặt chị óp vào vòng ngực rắn chắc ấy. Cảm nhận được sự ấm nóng từ đó tỏa ra. Quốc Thái giống cha như hai giọt nước. Nhìn anh y hệt như ông Thành Long hồi trẻ. Nghĩ đến quá khứ lòng chị lại nghẹn ngào chua xót. Phải một lúc sau hai mẹ con mới có thể buông nhau ra. Quốc Thái xúc động bật ra những yêu thương tận đáy lòng. Mẹ là con đây. Con trai của mẹ đây. Giờ thì nhà mình không thể xa nhau được nữa rồi. Bất cứ kẻ nào cũng không thể xen vào đây được. Để cho mẹ phải chịu khổ quá lâu rồi. Con yêu mẹ. Nước mắt ngày hội ngộ thật cảm động. Lúc này ông Thành Long mới đi lại phía bà Hòa, nãy giờ đang đứng chết chân quỷ xuống nói. Còn có tội với Nguyệt Cầm, có lỗi với mẹ, xin mẹ hãy trách phạt con đi, còn có mắt như mù, ở với một con quỷ là kẻ thù không đội trời chung bao nhiêu năm mà không biết, con thật đáng chết. Bà Hòa nước mắt cũng ngẩn ngẩn khóe mi, bà biết mọi chuyện tuy có đau buồn, nhưng giờ có trách giận gì cũng chẳng để làm gì, tất cả đã trở thành quá khứ. Một người mẹ như bà chẳng còn mong muốn gì hơn là được nhìn thấy con cái hạnh phúc. Tuy có muộn mằn, nhưng cuối cùng chúng cũng trở về bên nhau. Thành Long đã về đây tìm lại con gái bà. Bên cạnh nó là đứa cháu trai máu mủ ruột thịt, thì làm sao bà quay lưng cho được? Bà gật đầu nói. Con đứng dậy đi, đừng quỷ như thế. Cuối cùng mẹ cũng chờ được đến ngày này. Bao nhiêu khổ đau nguyệt cầm, nó đều trải qua hết rồi. Chỉ mong những ngày còn lại mẹ được nhìn thấy con cháu hạnh phúc là mẹ mừng. Con nói bao nhiêu cũng không hết được đâu. Con hãy bù đắp cho nó. Nguyệt cầm khổ lắm. Nó đã cự tuyệt biết bao người chỉ để chờ một mình con. Mong là cả nhà bốn người các con sẽ đoàn tụ bên nhau và cùng nhau nắm tay hạnh phúc thì mẹ có nhắm mắt cũng yên lòng. Quốc Thái đi đến bên bà ngoại ôm lấy bà nói Bà ngoại, bà ngoại của con Bà Hòa vỗ vỗ và lưng thẳng cháu rồi mắng yêu một câu. Chà bố anh lớn bằng cái xào rồi này. Ngày xưa mới chỉ là một hình hài đỏ hòn. Giờ đã trưởng thành rồi. Vậy còn... Còn em gái con đâu? Đó cũng là câu hỏi mà nãy giờ Nguyệt cầm cứ khóc mùi mẫn mà chưa thể bật ra. Quốc Thái liền nói với bà và mẹ. Cả nhà mình sắp trùng phùng rồi mẹ. Hôm nay con và ba đi gấp nên chưa cho Linh Lan đi cùng được. Lát nữa con sẽ gọi điện cho mẹ gặp em nhé, ngược cầm lúc này mới để ý đến người đàn ông nãy giờ vẫn đang dõi theo màn đoàn tụ của họ cô tiến lại ngẩng lên nhìn anh chưa kịp thốt ra câu nào thì ông thành long đã nói em có nhận ra ai đây không chị không cần suy nghĩ liền nói luôn anh thanh là anh thanh lâu quá rồi nhưng anh vẫn không hề thay đổi cảm ơn anh ngày ấy đã cứu em ông thanh nói thấy cô và bà không sao là mừng rồi Đúng ra Quốc Thái định gọi video cho mẹ nói chuyện với em gái. Nhưng nghĩ thế nào anh lại thôi. Trong lúc mọi người đang mải chuyện trò thì anh đi ra ngoài gọi điện. Đầu bên kia bốc máy ngay lập tức. Tiếng con gái thanh thót vang lên. Alo em nghe đây. Anh đi đâu mà em gọi không được vậy? Ơ ờ, anh tưởng em có người ta thì quên ông anh này rồi chứ. Linh Lan anh thông báo cho em một tin sốt dẻo đây. Đừng hồi hộp quá nhé. Nhưng anh đang ở đâu? Ở một nơi xa lắm Tận nơi cùng trời cuối đất đó Đừng đùa em nữa Nói đi anh đang ở đâu Anh nói đang ở Hà Tiên em tin không Anh đi đâu tận Hà Tiên mà bí mật vậy Em thử đoán xem Còn việc gì quan trọng hơn lúc này Lòng Linh Lan chợt rộn lên Một cảm giác bồi hồi khó gọi tên Cô đưa tay lên Trận lấy ngực mình rồi nói Anh đừng làm em đứng tim nha Có phải anh đã tìm Quốc Thái không muốn em gái hồi hộp thêm nữa liền xen ngang. "Đúng vậy, anh đã tìm được mẹ chúng ta và cả bà ngoại nữa. Em có muốn gặp mẹ không? Vào đây đi." Vậy là chỉ nửa ngày sau, Linh Lan và Quốc Thành đã có mặt ở trước cổng nhà bà Thu. Bước xuống chiếc taxi, Linh Lan nói với Quốc Thành, "Em hồi hộp quá anh ạ, không biết mẹ có nhận ra em không, hai mươi mấy năm rồi." Quốc Thành biết người yêu đang xúc động liền trêu, "Trời Mẹ xa em từ lúc em vẫn còn đỏ hỏn thì làm sao mà nhận ra em được. Nhưng anh tin là mẹ có linh cảm. Giác quan thứ sáu sẽ khiến mẹ nhận ra em ngay thôi. Mình vào đi em. Hai người nắm tay nhau đi vào. Bên trong Nguyệt cầm bỗng đứng bật dậy và hướng mắt ra cửa. Mắt chị mở đi. Mọi cảnh vật như nhỏ lệ. Hai người trẻ tuổi đã bước đến bên chị thật gần. Là con gái chị đây sao? Đúng rồi, còn người con trai bên cạnh nó. Chính là Quốc Thành, Đúng vậy, thằng bé này làm sao mà chị không nhận ra được. Mọi đường nét và dáng dấp đều là của Mạnh Cường. Đôi mắt chị bỗng ẩn ẩn nước. Nước mắt của 26 năm bị đẻ nén nay được dịp tuôn ra. Giọng chị ngạnh đắng thốt lên. Con gái, con gái của mẹ. Linh Lan cũng xúc động không kém. Thì ra chính là mẹ, người phụ nữ mà cách đây mấy tháng đã va vào cô trước cổng công ty. Là mẹ bằng xương bằng thịt người mẹ đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày của anh em cô đây sao? Bao nhiêu cảm xúc vỡ òa của giây phút trùng phùng mà bao năm qua cô luôn mong ước. Nước mắt linh lan cũng rơi chứa tràn trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô ảo đến bên mẹ khóc mùi bẫn. Mẹ, mẹ yêu, cuối cùng con cũng tìm được mẹ rồi. Con nhớ mẹ lắm, mẹ đừng xa con nữa nhé, con yêu mẹ. Bà Hòa cũng lập cập đi đến chẳng tay ra ôm lấy con và cháu miệng lắp bắp kêu lên. Tốt quá rồi, cháu gái của ngoại. Ơn trời, mọi đau thương cũng đã qua. Cuối cùng bà cũng chờ được giây phút này. Sau khi nghe mọi người kể chuyện và biết được tình cảm của Linh Lan và Quốc Thành, Nguyệt Cầm nói: vậy là mong ước của hai nhà cuối cùng cũng thành sự thực. Linh Lan và Quốc Thành kết hợp được với nhau thì mẹ rất mừng. Mong hai con hãy yêu thương và cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Dù có bất kỳ trở ngại nào thì mẹ cũng mong Quốc Thành hãy nắm chặt tay Linh Lan. Đừng để cho con bé phải chịu thêm một biến cố nào nữa. Hãy mạnh mẽ lên, đừng giống ba và mẹ khi xưa. Rồi bà cầm lấy tay Linh Lan đặt vào tay Quốc Thành gửi gắm. Quốc Thành cũng xúc động không kém. Anh ngẩng lên nhìn bà ngoại và hai đấng sinh thành quả quyết nói. Con xin hứa với ba mẹ và bà ngoại, kiếp này con nguyện sẽ yêu thương em Linh Lan suốt đời cho dù có khó khăn nguy hiểm hay trở ngại gì đi nữa, cũng sẽ không buông tay em. Xin mọi người hãy tin ở con. Cảm ơn ba mẹ đã giao linh lan cho con. Con hứa sẽ không làm gì khiến cả nhà thất vọng. Quốc Thái lúc này mới đấm lưng vào Quốc Thành một cái thật đau rồi nói. Chưa thèm nói với nhau câu nào đâu đấy. Xem chừng việc đổi ngôi này diễn ra sớm hơn dự định nhỉ. Mình có vẻ khớp và chưa sẵn sàng lắm thì phải. Cả bốn người gồm Thành Long, Nguyệt Cầm, Thanh và Bà Hòa đều không hẹn mà cùng nhìn xoáy vào hai cậu con trai. Như chợt hiểu ra điều gì ông Thành Long mới bật cười giải thích. Thưa mẹ, vốn dĩ trước đây Quốc Thái đã quen với vai trò làm em của mình rồi. Giờ Quốc Thành lại yêu Linh Lan, tuy vẫn là người một nhà, nhưng từ nay thì không thể xưng hô như vậy được nữa, nên cả hai có vẻ khớp. Không sao, dần sẽ quen thôi. Quốc Thành đã sẵn sàng chưa nào? Quốc Thành sau vài giây ngượng nghịu thì cũng nhoẻn cười ôm lấy Quốc Thái nói Chào anh vợ Tất cả đều cười vang trước màn chào hỏi này Mặc dù rất muốn ở thêm nhưng theo kế hoạch thì tạm thời ông Thành Long vẫn chưa thể đón vợ và mẹ vợ về được Đành phải để cho hai người ở đây thêm một thời gian nữa Bộ ba Quốc Thái, Quốc Thành và Linh Lan muốn cho những kẻ kia phải trả giá thật thê thảm và đợi khi bàn giao chúng cho công an xong thì cả nhà mới đón bà và mẹ về. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và hấp dẫn có tên Tình thù của tác giả Việt Nga. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi để có thể đón nghe tập 14 cũng là tập cuối khép lại bộ truyện này. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thành Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.